phần lan công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho ukraine sau lời đe dọa của putin mỹ bị qua mặt ở ukraine ông putin hợp khẩn giới tướng lĩnh ukraine dội tên lửa tấn công tòa thị chính quân chiếm đóng nga ở topmas israel tiếp tục yêu cầu người palestine di tản angola rời opec vì bất đồng về sản lượng dầu nóng bầu cử mỹ bang California ngắm ông Trump, Texas dọa đích danh tổng thống Biden. Xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là diễn biến về chiến sự Nga-Ukraine. Phần Lan công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine sau lời đe dọa của Putin. Quý vị thân mến, Bộ Quốc phòng Phần Lan báo cáo, sau những lời đe dọa từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phần Lan đã công bố gói viện trợ quốc phòng thứ 21 mới cho Ukraine. Quyết định tương ứng được đưa ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, theo khuyến nghị của chính phủ nước này. Chi phí của gói quốc phòng này ước tính vào khoảng 106 triệu euro. Hỗ trợ bổ sung có tính đến cả nhu cầu của Ukraine và vị thế nguồn lực của lực lượng phòng vệ. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hiakkanen bình luận về quyết định tương ứng. Phần Lan cam kết hỗ trợ Ukraine cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tổng chi phí của các gói thiết bị quốc phòng mà chúng tôi đã cung cấp là 1,6 tỷ euro. Phía Phần Lan không cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và thời gian cụ thể gửi gói hàng này tới Ukraine vì lý do tốc độ và an toàn trong việc chuyển phát viện trợ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Moscow không có ý định chiến đấu với NATO và không muốn làm hỏng mối quan hệ với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, người đứng đầu của Điện Kremlin đe dọa Phần Lan sẽ gặp rắc rối do gia nhập NATO. Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo đã giải thích lý do nước của ông đóng cửa biên giới với nước xâm lược Nga. Lý do là các cuộc tấn công hỗn hợp từ Liên bang Nga, mục đích của nó là chủ quyền của Phần Lan và Liên minh châu Âu. Mỹ bị qua mặt ở Ukraine, ông Putin họp khẩn giới tướng lĩnh. Ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã tham dự cuộc họp mở rộng của Ban điều hành Bộ Quốc phòng Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chủ trì tại Trung tâm Kiểm soát Quốc gia ở Moscow. Tạp chí Newsweek Mỹ cho hay, tại cuộc họp này, Tổng thống Putin lên tiếng thừa nhận Mỹ và phương Tây đã qua mặt Nga ở Ukraine sau cuộc khủng hoảng năm 2014, sự kiện dẫn đến việc Nga sắp nhập Crimea và phe ly khai thân Nga nổi dậy ở miền đông Ukraine. Cụ thể, khi đề cập tới vấn đề Donbass, ông Putin cho biết, ban đầu Nga rất bình tĩnh, nỗ lực đi đến thỏa thuận, sẵn sàng khôi phục dần dần sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bao gồm của Donbass, theo những điều kiện nhất định trong thỏa thuận Minsk, để không gây nguy hiểm cho người dân sống ở đó. Ông Putin nói rằng nếu chính quyền Ukraine và phương Tây nỗ lực thực hiện thỏa thuận này, tôi nghĩ mọi thứ sẽ dần dần ổn thỏa. Thế nhưng họ đã không làm như vậy mà ngay lập tức bắt đầu một cuộc chiến thực sự ở đó vào năm 2014. Các thỏa thuận Minsk được ký kết lần lượt vào năm 2014 và 2015 nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến ly khai ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận Minsk II được đưa ra sau khi Minsk I nhanh chóng sụp đổ trong nội dung thỏa thuận có lệnh ngừng bắn do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCA giám sát, đồng thời kêu gọi rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến. Thời điểm đó, Ukraine cáo buộc Nga không rút lực lượng khỏi hai khu vực tranh chấp là Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ các cáo buộc này. Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục cáo buộc những gì Mỹ đã làm ở Ukraine, khiến Nga không thể xây dựng quan hệ với Kiev một cách bình thường. Mặc dù thừa nhận tình huống bị phương Tây qua mặt ở trên, nhưng cũng trong cuộc họp, ông Putin tuyên bố nỗ lực của phương Tây nhằm khiến Nga vấp phải thất bại chiến lược đã không thành công. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, bất chấp vô số nỗ lực, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra. Ông Putin khẳng định, tất cả những nỗ lực của phương Tây nhằm mang tới thất bại quân sự cho chúng ta đã bị phá vỡ bởi lòng dũng cảm của những người lính Nga, tiềm năng sản xuất công nghiệp quốc phòng trong nước, cũng như sức mạnh ngày càng gia tăng của lực lượng vũ trang Nga. Tổng thống Nga cho biết thêm rằng, các lực lượng của Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc chiến Ukraine và hành động theo phương thức nào thấy phù hợp. Ukraine dội tên lửa, tấn công tòa thị chính quân chiếm đóng Nga ở trọt mắt. OBC Ukraine đưa tin có liên quan đến tuyên bố của thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov trên kênh Telegram của ông, Tại vùng Trót Mắt, vùng Zaporizhia tạm thời bị chiếm đóng. Chiều ngày 21 tháng 12, người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ. Sau đó, người ta biết đến một vụ tấn công gần tòa thị chính. Vedarov viết rằng, những người chiếm giữ tòa thị chính Trót Mắt hôm nay đã nhận được vé vào các quầy hàng để xem bóng. Ông lưu ý rằng, hậu quả sau cuộc tấn công thành phố tạm thời bị chiếm đóng đã do chính quân xâm lược thể hiện. Họ nói rằng được cho là cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Ông nói rằng mùa bông tại Topmart vẫn tiếp tục, vì vậy những người chiếm giữ và cộng tác viên nên suy nghĩ xem nên ngồi ở đâu tốt hơn. Trong cơ quan hành chính, gần những người đến hơn hoặc xa hơn trong nhà tù. Người dân xung quanh thành phố cũng báo cáo nghe thấy tiếng nổ ở Topmart. Quân đội Nga đã chiếm đóng các vùng lãnh thổ dọc theo bờ biển Azov. Trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, các thành phố Melitopol, Berien và Topmart trở thành điểm chính của người Nga cần lưu ý rằng các vụ nổ gần đây đã trở nên thường xuyên hơn ở Melitopol bị chiếm đóng. Như người dân địa phương lưu ý, những người chiếm đóng đã trở nên buồn chùng trong thành phố vì lực lượng vũ trang Ukraine có vũ khí có thể tiếp cận họ. Gần đây, các du kích ở Melitopol đã cho nổ tung trụ sở của những kẻ khủng bố nga. Hậu quả của vụ nổ là ba sĩ quan nga thiệt mạng. Xin chuyển qua phần tin tức thế giới khác. Israel tiếp tục yêu cầu người Palestine di tản. Israel đã ra lệnh di dời thêm người Palestine ở thành phố chính phía nam Gaza, trong bối cảnh các nhà ngoại giao tiếp tục nỗ lực để tạm dừng cuộc chiến. Theo nguồn tin từ Liên Hợp Quốc cho biết, Israel đã ban hành lệnh di tản đối với các khu vực rộng lớn ở Khan nơi có hơn 140.000 người phải di dời, hiện đang trú ẩn. Quân đội nước này cũng đã yêu cầu dân thường rời khỏi phía bắc lãnh thổ Palestine bị bao vây khi bắt đầu cuộc chiến và kêu gọi họ tìm kiếm sự an toàn của các khu vực phía nam nếu không có nguy cơ bị coi là các chiến binh hamas tuy nhiên hy vọng về việc israel và hamas tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin khác đã tăng lên trong tuần này khi người đứng đầu nhóm chiến đấu palestine đã đến ai cập và các cuộc đàm phán được tổ chức ở châu âu hội đồng bảo an liên hợp quốc và mỹ cũng sẽ cố gắng một lần nữa hôm nay để thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng chiến đấu sau khi những nỗ lực thất bại trước đó Angola rời OPEC vì bất đồng về sản lượng dầu Bộ trưởng Dầu mỏ Angola cho biết nước này sẽ rời tổ chức OPEC do bất đồng về hạn ngạch sản xuất dầu sau quyết định cắt giảm sản lượng. Bộ trưởng Tài nguyên và Dầu mỏ Diamantino Acevedo vào ngày hôm nay cho biết sau khi cân nhắc, Angola nhận thấy tư cách thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC không còn phục vụ lợi ích của quốc gia châu Phi này. Tuyên bố của văn phòng tổng thống Angola dẫn lời ông Acevedo: "Chúng tôi cảm thấy tại thời điểm hiện tại Angola chẳng thu được gì khi ở lại tổ chức và để bảo vệ lợi ích của mình, chúng tôi quyết định rời đi." Văn phòng tổng thống Angola cho biết quyết định rời Obes được đưa ra tại cuộc họp nội các do tổng thống João Lourenço chủ trì tại thủ đô Luanda. Sau cuộc họp, ông Lourenço đã ký xác lệnh cho phép Angola rời nhóm. Bộ trưởng Azevedo nói với truyền hình nhà nước TBA rằng Angola không hài lòng với quyết định tháng trước của OPEC về các giảm thêm sản lượng năm tới nhằm ổn định giá dầu vốn trải qua nhiều biến động. Ông Azevedo nói rằng, "Chúng tôi nghĩ đã đến lúc đất nước mình cần tập trung hơn vào các mục tiêu riêng. Nếu chúng tôi vẫn trong tổ chức các nhà nước sản xuất dầu mỏ, Angola sẽ buộc phải cắt giảm sâu sản lượng." và điều này đi ngược chính sách tránh cách giảm và tôn trọng các hợp đồng. Angola là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất ở vùng cận Sahara của châu Phi, cùng với Nigeria. Cả hai nước đều bày tỏ không hài lòng với hàng ngạch xuất khẩu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của tổ chức Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ hồi tháng 11, khi họ đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất để bảo đảm nguồn cung ngoại tệ cuộc họp cấp bộ trưởng của tổ chức các nước dầu xuất khẩu dầu mỏ đã phải hoãn vài ngày vì bất đồng quan điểm giữa các thành viên. Ông Mazevedo cho hay, khi chúng tôi ở trong một tổ chức nhưng những đóng góp ý kiến của chúng tôi không có tác dụng gì, điều đó tốt nhất là rút lui. Angola, nước gia nhập tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ năm 2007, sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi tổng sản lượng toàn nhóm là 28 triệu thùng. Xuất khẩu dầu là huyết mạch kinh tế của Angola, chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Giá dầu thô đã giảm gần 2% khi giới phân tích cho rằng quyết định rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ của Angola đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết của tổ chức này. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa bình luận về quyết định của Angola. Được thành lập năm 1960, tổ chức bao gồm 13 thành viên năm 2006 đã hợp tác với 10 nhà sản xuất khác để thành lập tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Trước Angola, hai thành viên khác rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ trong thập kỷ qua là Ecuador và Qatar. Nóng bầu cử Mỹ, tiểu bang California ngắm ông Trump, Texas dọa đích danh tổng thống Biden. Hiệu ứng sau phán quyết chưa từng có tiền lệ của tiểu bang Colorado nhắm vào ông Donald Trump đang biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thành trò tẩy chay thông qua tòa án. Tòa Thượng phẩm Colorado vào ngày 19 tháng 12 ra phán quyết loại bỏ tên của ông Trump trên lá phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang này với lý do có liên quan đến vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ năm 2021. Phán quyết này viện dẫn mục 3, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, Điều khoản này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn. Phán quyết của Tòa Thượng phẩm tiểu bang Colorado ngay lập tức tạo ra hiệu ứng có qua có lại giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa tại một số tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Phó Thống đốc California Alani Konalaki ngày 20 tháng 12 cũng đề nghị quan chức bầu cử địa phương cân nhắc mọi lựa chọn pháp lý để loại bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này, giống như cách bang Colorado đã làm. Dưới đây Today trích dẫn nội dung bức thư của bà Cornelakis gửi bà Weber, tổng thư ký bang California. Chúng ta phải đứng về phía chân lý của lịch sử. California có nghĩa vụ xác định xem ông Trump có đủ điều kiện tham gia ứng cử sơ bộ tại California hay không, vì những lý do tương tự được mô tả trong vụ kiện ở Colorado đáp lại đồng thái của phía đảng Dân Chủ, phía đảng Cộng Hòa cũng dọa làm điều tương tự đối với đương kim Tổng thống Joe Biden. Ông Biden là ứng viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ, còn ông Trump được xem là ứng viên nặng ký nhất của đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024. Tờ The Hill ngày 20 tháng 12 dẫn phát biểu của phó thống đốc Texas Patrick nêu khả năng loại tên ông Biden khỏi phiếu bầu cử sơ bộ tại bang này vì chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ. Ông Patrick thuộc đảng Cộng hòa nhấn mạnh, những gì xảy ra ở Colorado khiến tôi nghĩ có nên loại Tổng thống Joe Biden khỏi phiếu bầu tại Tesla hay không. Ông ấy đã để hơn 8 triệu người vượt qua biên giới từ khi nhậm chức, khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều chưa từng thấy. Ứng viên Tổng thống Vivek Kwame của đảng Cộng hòa cũng đã tuyên bố tự nguyện rút khỏi phiếu bầu cử sơ bộ bang Colorado để thực hiện sự ủng hộ dành cho ông Trump. Cùng đó, ông Ram Mahakwami còn kêu gọi các ứng viên khác như ông John DeSantis, bà Nikki Haley và ông Chris Rittis làm tương tự để không ngầm ủng hộ hành động bất hợp pháp của bang Colorado và sẽ gây ra hậu quả cho Mỹ. Tòa Colorado cho phép cựu tổng thống Donald Trump kháng cáo với hạn chót vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. USA Today đưa tin, không rõ khi nào tòa án tối cao Mỹ sẽ xem xét vụ việc, nhưng ông Trump sẽ vẫn đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu ở tiểu bang Colorado miễn là đơn kháng cáo của ông đang chờ xử lý. Tòa án tối cao Mỹ chắc chắn sẽ xem xét vụ việc, nhưng nó có thể tác động lớn đến chiến dịch chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 và đẩy các tòa án vào trung tâm của cuộc bầu cử đặc biệt căng thẳng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ Hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.